Hello anh chị. Ở thời điểm hiện tại thì cái từ khóa cấp biển số theo mã số định danh đang rất chỉ là hot. Và nhiều người, nhiều anh chị là đang muốn mua xe nhưng lại đang phân vân, thắc mắc ở thời điểm hiện tại không biết là cấp biển số như thế nào. Và ngày hôm nay thì em Trung sẽ đề cập tới 3 vấn đề để anh chị có thể nắm bắt được. Cái thứ nhất là cấp biển số theo mã số định danh cá nhân là như thế nào. Điều thứ hai đó là khi mà sử dụng cái biển số đấy rồi thì anh chị có đổi được biển số hay không. Và điều cuối cùng đó là một người có thể có bao nhiêu biển số xe. Đầu tiên đó là cấp biển số theo mã số định danh là như thế nào. Anh chị có thể hiểu là như thế này này, là cái biển số vẫn được cấp theo quy định bấm biển như hiện nay, chỉ khác về cái cách mà bên Bộ Giao thông Vận tải người ta quản lý cái biển số này của mình thôi. Tức là khi mà biển số xe cấp theo mã số định danh cá nhân thì Bộ Công an sẽ quản lý cơ sở dữ liệu của phương tiện. Đây, khi bạn mua xe mới này, Công an sẽ cấp lại biển số cũ từng gắn cho chiếc xe cũ của bạn. Và khi Công an làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy của chiếc xe mới, còn chủ sở hữu và biển số xe thì đã cố định như trước rồi. Tức là phương tiện có thể đổi chủ xe nhưng biển số xe vẫn được giữ nguyên. Khi bạn mua xe mới thì Công an sẽ cấp biển số xe cũ. Đấy, cấp biển số xe cũ như lúc đầu mà em Trung đã nói rồi. Rồi, cái điều thứ hai mà các bạn quan tâm nhất, ví dụ lỡ các bạn bấm biển số xe là biển số xấu chẳng hạn, thì các bạn muốn đổi biển số có được không? Nếu mà lỡ bấm biển số định danh không như ý thì vẫn đổi được. Nhưng các bạn phải đến cơ quan đăng ký làm thủ tục thu hồi. Nhưng mà tính từ cái thời điểm mà các bạn không sử dụng xe này nữa nha, là trong vòng 5 năm thì các bạn không đăng ký thêm chiếc xe khác cùng phân khối thì các bạn có thể đổi xe được, mang cái biển số này, mang cả vé xe tới nộp cho bên Bộ Công an làm thủ tục thu hồi, thì sau đó các bạn mới đổi được biển số xe khi các bạn mua xe mới nha. Và điều cuối cùng mà em Trung muốn nhắc tới, đề cập tới cho mọi người, đó là một người có thể có bao nhiêu biển số xe khi làm theo quy định mới. Theo cái bộ luật mới hiện tại á, thì một người vẫn có thể có được nhiều biển số xe. Tức là các bạn mua được nhiều xe, nhưng cái xe, biển số xe đó sẽ quản lý theo cái mã số định danh của mọi người. Hôm nay bạn mua xe Vision chẳng hạn, rồi tháng sau bạn lại thích chiếc Vario, bạn không bán Vision, bạn mua thêm chiếc Vario nữa. Rồi năm sau bạn lên đời xe, bạn mua chiếc SH chẳng hạn, thì bạn sẽ có 3, mua 3 con xe thì bạn sẽ có tương ứng là 3 cái biển số xe được quản lý theo mã số định danh của bạn. Khi nào bạn bán con xe nào thì cái biển số đó mới được thu hồi lại thôi nha. Như vậy là ở trên em Trôm vừa cập nhật và đến những cái vấn đề mà anh chị đang quan tâm và đang hot nhất ở thời điểm hiện tại đã giải đáp cho mọi người rồi. Và anh chị nếu như mà muốn hiểu biết thêm này, muốn quan tâm thêm một cái vấn đề gì đấy thì nhắn qua Zalo của em theo số 0325 333 789 để em Trung hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người. Và anh chị muốn mua xe ở thời điểm hiện tại hay là sau ngày 15 tháng 8 thì cứ alo cho em qua số điện thoại trên nha, để em Trung hỗ trợ cũng như là bấm biển thay cho mọi người này, làm cái biển số cho mọi người một cách dễ dàng nhất và giải đáp những cái thủ tục cũng như là quà tặng khi mà các bạn tới mua xe tại cửa hàng. Tới mua xe tại cửa hàng thì tại thời điểm tháng 8 này, các bạn sẽ được tặng nón bảo hiểm này, áo mưa này, hai lần thay nhớt, kèm theo đó là những cái ba ga, thảm lót chân và gói phủ nano giúp bền màu sơn xe, chống chảy, chống xước, tiết kiệm được chi phí khi các bạn dán keo xe nha. Và hỗ trợ thêm xăng xe từ 500 tới 1 triệu đồng khi các bạn có liên hệ đặt lịch trước với em Trôm và gặp trực tiếp em Trôm sẽ được giá ưu đãi nhất nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.